khu thương mại bên triển lãm Vincom Long Biên các bác nhá. Khu thảm đỏ kia thì thảm trắng đi, thì không thể nào mà sôi động được bằng khu ngoài này đâu. Khu ngoài này là thật chất thương mại này. Anh em đang nghỉ trưa nên là có vẻ hơi vắng, nhưng mà khá nhiều cái đẹp, không ít như cái hôm mà tôi đi quay hôm mở khai mạc đâu các bác nhá. Hôm nay rất nhiều và xem anh em cũng nổ rất nhiều những vụ từ hôm khai mạc đến bây giờ, trước cả khai mạc đến bây giờ. Ok, thì bây giờ đi tranh thủ vòng buổi trưa quay tí cho vui các bác nhá, toàn là người quen cả. Đó. Khu trưng bày bên này, khu thương mại toàn bộ dãy rộng đây, ở đây và cả đằng sau này nữa, cả đằng sau này nữa, một địa điểm lý tưởng để bày bán kỳ cảnh các bạn. Ok, vào đây nhá, ghé luôn vào cái dãy này, vậy thấy cây của hai lúa ở trong kia, hai lúa ở trong kia, view cái chỗ đẹp đẹp tí, đấy, đấy. Thế. Con này thì bây giờ như nào bác? Đấy, triệu. Chất này là đỏ lắm đấy, đúng không? Vâng, bác cứ thoải mái, tí nữa em quay lại vào việc. À, một thời của cường chọc rồi lưu lạc ra đây đây. Mới lên chậu được thời gian các bác, nhìn nó cứ cục mịch thế thôi. Bác qua đây giao lưu nhá. Đấy, cái xin này thì nhiều tiền rồi, chẳng hỏi rồi. Chẳng cần hỏi nhưng biết là nhiều tiền rồi. Xanh dáng làng rất hay, xanh quê. OKC thì đúng gu bây giờ, nhưng mà tôi nghĩ nó cần phải trên bệ một chút, thanh thoát một chút. Còn nhìn cái gu đấy chắc ai cũng mê rồi các bác ạ. Có điều là mình xét về thẩm mỹ của nó. Đây, cây này là tôi vừa mới hỏi, cây này 55 triệu, một cây si búp rất đỏ và cái bể đá này cũng rất là đẹp. Thêm nữa là cái độ già, độ sạch, độ ổn định chậu. Đấy, nó già tận răm các bạn. Mặt kia nó cũng rất đẹp. Qua Vincom đấy các bác nhá, còn vài ngày nữa là hết rồi. À, qua đoạn Bixi, gần Bixi nhá, chứ Vincom thì nó tít ở kia, không phải Vincom nữa. Cái xi mà tôi lao vào tôi hỏi ngay, chân bệ của nó thì bình thường thôi, nhưng mà được cái hài hòa tổng thể đẹp, xanh quê quê. Cái này rất là nu quê, nhưng mà quê nu gian hàng rất cây rất sạch sẽ chỗ này, còn những chỗ khác nhiều chỗ thì tạp nham lắm. Rất nhiều xanh xi, xanh xi vẫn luôn là số 1 ở đất Bắc. Nhiều lắm, có mà đi cả ngày các bạn. Tôi quay một tí thôi. Đấy, một cái xì nữa. Một cái xì nữa. Khác rồi.
sang chỗ khu anh em Thanh Hóa ở góc này. Ok, rất mạnh. Anh bán đi, em chẹp vào đây tí. À, bác chủ nhá. Cho em hỏi cây này bây giờ bao tiền ạ? 250. Xanh xanh quê đấy không? Xanh quê các bác nhỉ? Xanh quê. Đẹp. Đẹp. Cây này biết trên mạng lâu rồi, biết trên mạng rồi. Cái này là cây của hành lúa. Cái kia cây của bác Dương Hà, 250. Gần một tí. Rất là yêu thích cây của anh em Thanh Hóa. Đấy, các bác nhìn này. Lá nó bé tí xíu rồi. Cây nêu. Cao chắc độ 30 phân rồi. Dòng búp hơi hồng một chút nhưng mà dăm mập này, dùng búp hồng dăm mập và có quả này. Quả này. Đẹp. Quá đẹp luôn. Lướt một vòng. Đây, cái xi của hai lúa trong kia. Rồi, cảm ơn bác chủ nha. Đi sang khu vực khác. Đấy. Quay một số. À đây. Chủ nhân cây hoa giấy đây. Có số đây. Anh em đang rời nghỉ trưa các bác nhé. Tôi đi lang thang này chứ. Chỗ nào thấy cây mà hợp mắt mình thì mình nhào vô. Đấy. Có cây hợp mắt mình nhưng mà tiền nó lại không hợp. Khổ thế đấy. Cây đẹp thì ai cũng thích mà. Đắt là đương nhiên rồi. Đắt là hiển nhiên rồi. Đấy. Rất nhiều phôi. Cẩu lên này, xong phim về sau cẩu đi này, nhấc khỏi chậu đi. Rất nhiều các thể loại không nhá. Đủ mọi mức giá. Đó là cái đường đi các bác nhiều xe lắm, nhiều khi lỡ ngỡ là nguy hiểm. Đấy. Bỏ qua cái chỗ đang cẩu này đi. Ồ, có cái cây gì đây? Sung. Không phải sung không? Không phải. Xin lỗi, không phải, xương cá. Xương cá, da như da cá luôn này. Da cóc luôn này. Xương cá. To to cứ đang cho đi sới nào đấy. Đi dạo chợ trưa vòng quá nhá. Ngoài này ngoài cứ gọi ngoài này là chợ đi cho nó dân dã.
cây dáng rừng của anh Kiện đã ở bên này này. Cây nữa của anh em Thanh Hóa đấy. Anh em Thanh Hóa làm cây rất hay đấy, làm cỡ to rồi. Một đôi nhìn là con nét nhưng mà là biết là một chủ làm đấy đó. Xanh. Hồi này cũng rất là chất. Vâng, bác. Của nhà mình hết ở đây đúng không ạ? Có hai cái cây xanh đẹp quá nhỉ. Cái cây to này là bao nhiêu tiền đấy ạ? Hơn 200. Còn cây bên cạnh ạ? Gần 200. Đẹp nhỉ, làm rất cổ thụ. Làm rất cổ thụ. Làm rất cổ thụ. Bên này là cây nhỏ hơn một xíu. Em lên giữ cái pin. Vâng. Cây si này thì bao tiền? Cây si 18 triệu. Thấy cái cây này hay khoe của Ngọc Long Vũ gì đúng đấy. Đúng rồi, chính xác. Hai anh em mà. Vậy à, đi. Hay quá. Hôm nay có chạy hàng không ạ? À, cũng tạm tạm. Đang giờ nghỉ trưa, đang giờ nghỉ trưa. Chắc là thay phiên nhau trông nhỉ. Đây, cây dưới. Dưới bàn tay Phật. Này bàn tay Phật tổ. Đấy, cây này thì bao tiền này em quay qua sử dụng. Cây này thì bao nhiêu tiền nữa đâu? 35 triệu. Em quay. Chỉ có tự nhiên mới được như thế này thôi. Đó. Bàn tay Phật tổ. Cao khoảng 50. Cao 50. Đấy. Rất độc đáo. Bác sư xin cái số liên hệ nhỉ? Anh em giao lưu. Em 0965 777 076 076. Mình đến từ Thanh Hóa đúng không nhỉ? Đúng rồi, đến từ Thanh Hóa. Đúng quá. Còn rất nhiều cây anh em tranh thủ mà ra một tí. Buổi trưa ra tí cũng được. Ra đây kiểu gì có cây mang về. Rồi. Em tên gì? Em tên N2T bonsai. Rồi. Cảm ơn bác nha, chúc đắt hàng nha. Rồi. Đi mỗi nhà một tí. Còn không? Hoa giấy. Cái đôn vuông nhỡ em, đôn mà loại mà nó chậu cũng nhiều nhưng mà 1 mét đó. Nhưng mà nhỏ. Loạt hoa giấy cảnh quan. Trồng hồ, trồng đồi. Đấy. Xin thông báo các bác là tôi chỉ vừa mới đi thêm được một góc thôi. Nó còn mênh mông đằng kia và rất nhiều hàng to. Nhiều hàng to. Đấy, cỡ tùng La Hán này. Rất đẹp. Thấy chưa? Thấy mình quá bé nhỏ, quá ít tiền để đi lạc vào những cái khu này. Ok các bác, tôi xin chuyển sang cái khu vực khác nhé.